Hello, xin chào các bạn. Và chào các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình lại tiếp tục về lòng nha các bạn. Đây, lòng về rất là nhiều. Sau một tháng, từ Tết tới giờ là như là hơn một tháng rưỡi các bạn. Hơn một tháng rưỡi, mình không có một chiếc lòng nào để bán luôn. Các bạn hỏi lòng mua bên mình thì mình toàn tư vấn nuôi thùng nhựa không. Thì hôm nay mình về rất là nhiều lòng nha các bạn. Đây, và ở đây thì có tất cả là hơn 10 mẫu lòng khác nhau nha. 10 mẫu lòng, từ những mẫu lòng gọi là cơ bản quen thuộc đối với các bạn đến những cái mẫu lòng mà lạ một tí. Đấy, lòng đại rồi đó, có đủ luôn. Và bình nước bi, đây hai size luôn, 80 và 125 ml nhà tắm, có đủ hết. Chỉ có nhà ngủ rồi đó các bạn, thì khoảng ngày 27 thì hàng nó sẽ về thêm một đợt nữa. Thì cái đợt đó thì có về rất là nhiều đồ chơi sứ. Đấy, nhà ngủ sứ rồi đó. Còn đợt này thì nó về lòng trước nha. Đây, giá thì nói chung là rất là rẻ luôn nha, rất là rẻ luôn. Và trong cái đấu này thì cái mẫu mà giá cao nhất là 210.000 chạy xuống nha. Ở đây thì mình có một cái mẫu mới nè các bạn. Mẫu này là mới, này là mới bên shop mình thôi nha, tại vì ở đó giờ mình chưa nhập mẫu này về. Còn mẫu này ở trên Shopee rồi thì có thể là có nhiều shop ta bán rồi. Đấy. Mẫu này mình đặt cho cái tên là mẫu lòng hang 2 tầng nha. Cái mẫu này là 2 tầng nha các bạn. Và các bạn có thể nuôi một con chuột, dòng chuột nhỏ rất là ok. Chén ăn có đủ nha. Đây, chén ăn ở bên trong này. Cái mẫu này là có chén ăn nè, bình nước và đồ chạy cho nó. Và có 2 tầng, 2 tầng là bằng nhựa nha. Và nó sẽ rất là bền. Đấy, chuột nó có cắn thì nó sẽ không có bị hư nhanh bằng đồ gỗ nha các bạn. Mấy cái mẫu tầng mà gỗ nó rất là dễ bị hư. Đấy, còn đồ nhựa này thì nó cắn nhựa mà nó sẽ cứng hơn, cho nên là nó sẽ xài bền hơn nha. Rồi, bình nước đồ đầy đủ nha, mua một combo đầy đủ hết cho nó luôn. Đó. Rồi, cái mẫu này thì cái cửa này các bạn, đó, cái cửa trên của nó thì dạng gạt qua như thế này. Đó, sẽ rất là an toàn và nó sẽ rất là nhẹ cho những bạn nào mà tay yếu rồi đó, thì các bạn có thể gạt với cái cửa này rất là nhẹ nhàng luôn. Cửa khóa đồ đầy đủ nha các bạn. Đây, bình nước chân không, như thường lệ thôi, những mẫu lòng nào nó cũng tặng kèm theo bình nước chân không hết. Và các bạn muốn mà cái bình nước nó để được nhiều nước hơn và nó xịn sò hơn thì các bạn mua cho mình một cái bình 80ml đi. Giá kỳ này rất là rẻ luôn. Để ngày mai mình quay một cái video ráp lòng chi tiết, mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Đây, mẫu hoàng tử lớn nè. Mẫu này thì đã quá quen thuộc đối với các bạn rồi. Rồi, và nhân vật chính của trong đợt này là lòng đại. Đấy, lòng đại và những cái vách ngăn có dày đủ nha. Có bao nhiêu bạn hỏi mình có bán vách ngăn không? Tại vì nhiều khi một cái lòng đại rất là lớn, các bạn nuôi hai nuôi một con hoặc là hai con trong một cái lòng, các bạn nuôi không hết đó, thì các bạn có thể ngăn ra làm hai. Hoặc là một con cái nó đang đẻ thì các bạn muốn tách đực thì có thể mua cái vách ngăn này. Đó, ngăn cái chuồng đại ra làm hai. Nếu như mà các bạn mua một cái lòng đại này á mà các bạn ngăn ra làm hai thì nó sẽ tiết kiệm hơn là các bạn mua hai cái lòng nha. Đấy, các bạn có thể gọi là tính toán để mà chi tiêu cho nó hợp lý. Rồi, đây là lòng đại nha. Lòng đại này là không phụ kiện nha các bạn. Cái mẫu mà có phụ kiện đầy đủ thì mình hôm trước mình về được có một đợt thôi. Và kỳ này thì nó không có, nên là nó không có về hàng nữa. Cho nên là mình lấy cái mẫu lòng không phụ kiện nha. Không phụ kiện thì giá nó sẽ rẻ hơn, có phụ kiện rất là nhiều. Và đây là mẫu nhà tắm nhựa, size nhỏ. Size này thì rất là rẻ rồi, size này, size nhỏ đi giá cũ như là 20 á, kỳ này như là 18, 19 ngàn một cái thôi. Có size lớn nha các bạn, size lớn cũng giá cũng khá là rẻ luôn. Rồi bên này là bình nước 80ml, bình bi. Cái kỳ này thì mình lấy của cái hãng khác và vẫn là cái bình này, nó xịn hơn nha, bình này thì nó sẽ xịn hơn. Đó, nhựa của nó thì các bạn đã biết rồi, những cái loại bình gọi là giá rẻ thì nhựa của nó nhìn vào là biết ngay. Những bạn nào mà xài bình ham cho nước mà cho ham thơ uống lâu ngày thì các bạn sẽ biết. Đấy, hiệu mới. Bình này là 80ml, các bạn nuôi hai con chuột dòng chuột nhỏ rất là ok. Đây, mình có hồi nãy có điện thoại một tí nha các bạn. Đây, mình review lại cái bình nước cho các bạn xem nha. Bình bi nha các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem cái đầu bình bi nè. Đó, đầu bình bi đó, nó không bị mẻ như là những cái loại bình thường nha các bạn. Đầu bình thường nhiều khi nó bị mẻ cái đầu thì dẫn đến việc là nó bị dễ bị rỉ nước. Còn những bình này thì nói chung là khoảng là 95% là nó sẽ không bị rỉ nước nha. Đây là bình 125ml, rất là nhiều màu, có màu xanh biển, màu xanh lá, màu vàng và màu hồng. Đó, những màu cơ bản như thế cho các bạn lựa chọn nha. Đây, bình 125ml. Cái này thì nói chung là nó ghi trên bình là 120 thôi, mà các bạn đổ đầy nước là 125ml là chính xác của nó luôn nha. Đó, bình bi có cái cọng để cho các bạn cài vô cái thùng nhựa hoặc là hồ mica. Đấy,
có nhiều bạn hỏi mình cọng dây trong bình nó làm gì đó, là nó để tạo thành một cái móc để mà các bạn móc lên cái thành hồ á, là chuồng mica. Đối với những bạn nào mà nuôi lồng mica hoặc là hồ kính á. Rồi bên đây là cái mẫu lồng cho một bé, đấy một bé thôi nha. Mấy mẫu này thì cho một con thôi đó, mà mẫu này thì mình chưa biết đặt tên gì luôn. Mẫu này thì cũng có nguyên combo bình nước chén ăn đồ đầy đủ hết. Rồi mình ráp xong rồi mình sẽ làm một video quay chi tiết cho các bạn xem nha. Đây là mẫu lồng hang một tầng nha các bạn, một tầng nhưng mà cái này là có nắp nhựa nha, có quay sách luôn đó. Mẫu này là dạng như lồng ráp ráp các bạn, hai miếng lồng của nó sẽ ráp lại với nhau. Mời mình cũng sẽ ráp rồi quay video review chi tiết cho các bạn xem nha. Hôm nay thì hàng mới về thì mình soạn hàng ra quay sơ sơ cho các bạn để cập nhật cho các bạn biết trước vậy thôi. Lồng ngũ sắc nhưng mà cái này là đế trong nha các bạn, đế trong thì nó sẽ đẹp hơn và giá của nó sẽ cao hơn cái mẫu mà mới có màu tí hả. Đây mình sẽ lấy một cái đế cho các bạn xem nha. Đây là đế trong đó, hầu như là các bạn có thể thấy con chuột của bạn ở bên trong luôn, đã nhìn nó khá là đẹp, đơn giản mà nó đẹp nha các bạn. Đấy, các bạn nào mà thích sự đơn giản rồi đó thì các bạn có thể lấy cái mẫu này, đế trong ngũ sắc, đế trong và có full phụ kiện bình nước chén ăn và đồ chạy luôn nha. Bên này là mẫu lồng hoàng tử 3 tầng size lớn luôn nha các bạn, size lớn luôn. Size lớn thì chiều dài của nó khoảng là 27 cm. Còn bên này là mẫu gì đây, bên này hình như là cũng mẫu hoàng tử 2 tầng đó các bạn. Đây hoàng tử 2 tầng về rất là nhiều. Cái mẫu này thì đợt trước mình về các bạn rất là thích luôn, giá rất là rẻ, hình như giá cũ là 220 á, giá mới hình như nó có tăng thêm hình như khoảng 5.000 hay gì đó. Để ngày mai mình cập giá chi tiết đi, có gì các bạn lên web của mình mà các bạn coi nha, web chính là Shopee á. Ngày mai mình sẽ cập giá chi tiết. Đây hai tầng nha các bạn, có hai cái miếng tầng nè. Còn nó có sẽ có hai cái miếng tầng với lại hai cầu tuột thôi, với lại cái lồng nó sẽ cao hơn. Còn kích thước đế thì nó sẽ bằng với cái mẫu hoàng tử một tầng luôn nha các bạn. Rồi trong này thì mình sẽ có về cái mẫu hoàng tử nhưng mà cái đế của nó sẽ khác nha. Đây cái này thì là dạng lồng tháp đó các bạn, nhưng mà bên nhà sản xuất nó sản xuất lỗi là nó để cái nhà hoàng tử vào, ý ra là cái mẫu này sẽ để cái nhà tháp, cái nhà tháp thì nó sẽ đúng hơn, nhưng mà nó sản xuất lỗi một tí nhưng mà không sao, vẫn ok. Rồi và đây là tất cả những mẫu lồng, thì nói chung là mình review sơ qua thì nói chung là các bạn chưa hình dung rõ đúng không, thì mơ mình sẽ ráp rồi mình quay chi tiết cập nhật chi tiết cho các bạn xem nha. Rồi giá đồ thì ngày mơ mình sẽ làm giá là có thể là nhanh nhất cho các bạn lên web các bạn xem. Rồi rồi các bạn còn thức ăn vật dụng đồ thì hiện tại mình vẫn có đủ nha các bạn. Các bạn nào mua thức ăn vật dụng lót chuồng đó thì inbox vào Facebook cho mình hoặc là đặt hàng trên Shopee, web đều được hết nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Hẹn các bạn vào video ngày mai nha.